33. Các anh em hành động thôi. Được, mau lên, bám theo. Nhanh, nhanh lên. Mọi người đừng hoảng sợ, đi về bên này. Nhanh lên, về bên đây. Đứng lại, đứng lại chưa? Dạ, mau lên, nhanh lên. Có Nhật, mau lên. Nhanh, nhanh lên. Cứu tôi với. Chạy mau lên. Người anh em, đại chủy đâu? Không biết. Đến rồi. Thằng Hán, có. Đón họ lại đây. Được, đi theo tôi. Đi, nhanh lên. Mau lên. Mau lên, nhanh lên. Nhanh lên. Hai tiểu đội bắn theo. Mau lên, bắn theo đi. Hai tiểu đội. Mau, viên đạn đạn, có. Cài pháo vào cho tôi. Đó. Mau, đi thôi. Ra hết chưa? Mau. Ai là đại đội trưởng? Báo cáo, là tôi. Có thấy không? Có ở đằng kia. Dẫn người của cậu đánh nổ lô cốt của khu quặng cho tôi. Rõ. Các anh em đi theo tôi. Được. Báo cáo nghe tới lệnh. Các tù binh chạy về phía ngược lại. Chạy về phía ngược lại sao? Chạy về phía tây hả? Không thể nào. Đó là bình địa. Súng mà xả thì chết cả đám. Vậy thì chạy về phía đông rồi. Đại đội của Mạnh Dân Tiêu ngập tràn ở phía đông. Phía đông. Mạnh Dân Tiêu. Mau đuổi theo. Dạ. Mục tiêu lô cốt của Hoàng. Bắn. Rút. Mau lên. Mau đi thôi. Nhanh lên. Đi. Được. Đi thôi. Nhanh lên. Đi. Nhanh. Đi thôi. Quả Phượng Hoàng dẫn chưa ra. Đi thuộc quý. Tần Hán, phản công. Đi. Theo tôi, nhanh lên. Cô ta hết đạn rồi. Bắt sống đi. Lên. Đợi đã. Quả Phượng Hoàng, tôi là sư đoàn trưởng của Hoàng quân Nhật, Oba Saburo. Cô không trốn được nữa đâu. Đầu hàng đi. Tôi rất khâm phục cô. Nhảm nhí. Tôi tuyệt đối không đầu hàng. Đừng có thô lỗ như vậy chứ. Vậy đi. Chúng ta không nói chuyện đầu hàng. Tôi mời cô về làm khách. Cô đồng ý không? Cô phải biết Mạnh Dân Tiêu từng đến chỗ của tôi làm khách hai lần. Chết tôi còn không sợ. Lẽ nào còn sợ làm khách của ông sao? Tốt. Võ công cao cường. Chúng ta đi. Đi, mau. Mau lên. Thưa ngài, Quả Phượng Hoàng đến rồi. Quả Phượng Hoàng, hoan nghênh.
Người Nhật các người mời khách như vậy sao? Người Yamato rất trọng lễ nghĩa. Trung Quốc có câu trói hổ phải trói cho chặt. Với lại cô còn là con hổ cái, nếu không trói cô sẽ ăn thịt người đó. Hóa ra người Nhật của các ông cũng biết sợ ha. Các người mời ta đến đây rốt cuộc là có ý muốn gì đây? Tôi biết là cô là một anh hùng. Có điều tôi vẫn đặt hy vọng vào cô. Tôi hy vọng cô có thể đầu hàng hoàng quân, làm thổ phỉ không có tiền đồ gì hết, nương tựa hoàng quân mới có tiền đồ rộng mở. Ta không biết rốt cuộc là có tiền đồ gì. Cô sẽ nở mày nở mặt giống như là Tư lệnh Tống vậy, một gọi trăm nghe, nắm giữ trong tay cương binh tráng mã. Oba Saburo, ta nghe nói ông là một quân nhân chân chính. Trước mặt người chân chính, ta không nói lời giả dối. Ông giết ta đi cho rồi. Súng bắn đao chém, thích thế nào thì chịu thế đó. Ta mà câu mày thì không còn là anh hùng đích thực gì nữa. Muốn ta sống như con chó thì còn khó chịu hơn cả cái chết. Cô nghiêm túc nghĩ lại đi thì hơn. Đường đời của cô còn dài lắm, cứ vậy mà chết thì quá đáng tiếc. Không thể thay đổi người phụ nữ này được rồi. Vậy thì giết ả đi. Không, cô ta còn có giá trị. Chỉ cần cô ta không chết, Mạnh Dân Tiêu nhất định sẽ dốc hết sức để cứu cô ta. Ân Nghĩa, đây là con mồi có giá trị lớn đó nha. Tư lệnh Cao Minh, Tư lệnh Cao Minh, vậy thì tôi giao cô ta cho. Tư lệnh Tống, Nguyễn Trưởng Nhạc, tìm ngài Ô Ba có công chuyện sao? Dạ. Nguyễn Trưởng Nhạc quả nhiên là tài hoa dời dợi, được ngài Ô Ba tín nhiệm. Được rồi, tôi cũng có việc, cậu đi làm việc của mình đi. Được. Năm xưa vì việc thổ phỉ, tôi bị cấp trên mắng không ít. Thật không ngờ nữ ma dương chính là cô, cuối cùng vẫn rơi vào trong tay của Tống Hưng Nghĩa tôi đây. Tống Hưng Nghĩa, ông tưởng là chỉ dựa vào ông thì có thể bắt được tôi sao? Ông chỉ là một con chó của quân Nhật mà thôi. Phải, tôi là con chó của người Nhật. Không sai. Mạnh Dân Tiêu cũng chửi tôi như vậy đó. Thế giới này ai cũng là chó. Không phải chó của người Nhật thì cũng là chó của Tưởng Giới Thạch. Cô muốn làm người hả? Đáng tiếc, cuối cùng vẫn bị nhốt trong cái chuồng chó này, đợi chém bay đầu. Một người con gái như hoa như ngọc, còn chưa được nếm mùi vị làm phụ nữ, cũng vẫn chưa làm vợ và làm mẹ thì đã bị chém đầu rồi. Hơn nữa, thể xác còn bị vứt vào rừng cho chó quan ăn, cơ thể thối rữa nữa. Tống Hưng Nghĩa, ta nói cho ông biết, ông cẩn thận với cái đầu của mình đi. Ta khuyên ông cố mà nghĩ cho tương lai của mình đi. Tôi không có nghĩ nhiều như vậy đâu. Ai muốn nghĩ nhiều thì cứ việc nghĩ. Tôi chỉ muốn sống khỏe mạnh là được. Có điều giờ cô là tù nhân của tôi rồi. Tôi nắm giữ số mệnh của cô đó. Tôi có thể giết cô, giày vò cô, khiến cô sống không bằng chết. Tôi còn có thể cưỡng hiếp cô, làm nhục cô, khiến cô đau đớn không thiết sống nữa.
Tôi biết chứ. Tôi biết tôi không có tương lai. Cũng như cô thôi. Dừng tay. Quả Phượng Hoàng, thế nào? Mùi vị này không dễ chịu chứ gì. Tống Hưng Nghĩa, tôi nói cho ông biết, chết ta còn không sợ, lại sợ ông đánh chắc. Tất cả những gì ông cho ta hôm nay, thì tương lai ta sẽ trả cho ông gấp vạn lần. Nè, đánh đi. Khoan. Tên lệnh, lỡ như đánh chết cô ta, người Nhật mà trách tội ta thì... Sĩ quan Kiều, có, tôi giao cô ta cho cậu. Nếu cô ta chạy mất, thì tôi sẽ lấy đầu của cậu. Dạ. Mẹ Mạnh chuyển nhà cho con đi học. Cha về rồi. Về rồi sao? Sao vậy? Không khỏe hả? Quả Phượng Hoàng bị người Nhật bắt rồi. Bị bắt rồi sao? Hôm trước anh thấy cô ấy ở bộ tư lệnh của lũ Nhật. Mấy ngày này anh dò la tin tức. Quả Phượng Hoàng bị nhốt ở bộ tư lệnh thanh trừng của ngụy quân. Tên khốn Tống Trung Nghĩa ra tay rất tàn độc, đánh mang rợ dữ lắm. Trời, vậy phải làm sao? Bây giờ anh đi tìm Vi Nhị Hổ, kêu cô ấy báo cho núi Phượng Hoàng. Nhất định phải nghĩ cách cứu Quả Phượng Hoàng ra. Vậy anh phải cẩn thận đó. Được, anh đi đây. Nhị Hổ, anh đến làm gì? Anh làm nguyên trưởng cho người Nhật rồi mà. Về bắt tôi hả? Trời, Nhị Hổ, tôi cũng bắt cái gì thôi. Nếu tôi không đồng ý, người Nhật sẽ không tha cho tôi và không tha cho người nhà của tôi. Anh Nhạc coi trọng gia đình như vậy, tại sao không coi trọng đất nước? Cậu nói vậy là ý gì? Anh Nhạc là dân trí thức, lẽ nào tôi nói gì anh không hiểu sao? Anh đi đi, chúng tôi không phải người cùng đường. Nhị Hổ, cậu biết không, tôi làm quyền trưởng Bùi Nhìn cũng để làm việc cho người Trung mà. Cái này thì tôi biết, nhưng tôi vẫn không chấp nhận được bộ dạng bây giờ của anh. Suốt ngày gật đầu khom lưng với lại người Nhật làm vợ bé, vậy mà anh cũng thỏa mãn nữa. Được 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 được, không nói nhiều nữa. Cậu mau báo với tư lệnh Mạnh, Quả Phượng Hoàng bị người Nhật nhốt trong nhà giam quân ngụy, kêu họ nghĩ cách cứu Quả Phượng Hoàng ra. Quả Phượng Hoàng bị bắt rồi. Quả Phượng Hoàng trong nhà giam thà chết không chịu nhục, người Nhật nhất định không đủ nhẫn nại, kiểu gì cũng giết chết Quả Phượng Hoàng. Cho nên phải nhanh chóng cứu Quả Phượng Hoàng ra. Thôi, tôi đi nha. Cúc Hoa, nhớ em quá đi thôi. Nhớ chết đi được đó. Nè, nè, ở trong. Ông Vũ Vi, kinh doanh sòng bạc tốt như vậy mà không làm, lại rảnh rỗi ở đây tận hưởng sắc xuân ha. Các người muốn làm gì? Làm gì sao? Người đâu? Có, dẫn đi. Dạ. Đi. Đi mau. Đi. Đi đi. Đi. Nhanh lên, nhanh lên. Đi. Anh Nhạc, đi cùng chúng tôi một chuyến đi. Đi. Gọi Hoa Tử, nhanh lên, đi theo tôi.
Mau, mau lên. Ai vậy? Tới cứu cô. Nè, các người, làm gì vậy? Cứu mạng cô đó, đi thôi. Đi thôi, làm gì vậy? Mau lên. Mau, 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 mau lên thôi, nhanh lên. Nhanh. Tôi lệnh mạnh, quả phượng hoàng vì cứu chúng tôi nên bị bắt. Các anh em trong đội có liều mạng cũng phải cứu cô ấy về. Đúng, phải cứu về, đúng vậy. Chúng ta nên đi cứu chị Phượng Hoàng, nếu không sau này chúng ta phải làm sao? Phải. Đúng đó, anh nói đi, nhất định phải cứu về. Chúng ta phải làm sao? Cứu về, quay lại. Người đương nhiên phải cứu. Vấn đề là cứu thế nào đây? Trong tình báo tiểu tâm thủ gửi về cho tôi, Nhạc tiên sinh cũng bị bắt. Với lại Lũ Nhật muốn xử bắn cùng lúc Phó Tư lệnh và Nhạc tiên sinh vào Tết Trung Thu. Địa điểm hành hình là ở thao trường thành Thần Bắc. Chúng ta đi cướp pháp trường. Nhất định phải cứu được Phó Tư lệnh và Nhạc tiên sinh. Đúng, chúng ta đi cướp pháp trường. Thao trường nằm trong khu ngoại thành của thành Thần Bắc. Nếu bố trí thỏa đáng, cướp pháp trường là hoàn toàn có thể. Đúng vậy, đi đi. Hoàn toàn có thể mà. Chúng ta nhất định phải đi, phải cứu cho được họ. Tôi không tin ta lại không cứu được. Đúng, tôi không tin. Chúng ta không được manh động đâu. Nếu manh động, rất có khả năng sẽ thất bại. Anh thấy sao? Nói như cô đây thì không cứu hả? Đúng vậy. Tôi đâu nói không cứu. Cô vừa mới nói còn gì nữa? Lý trưởng quan, cô chỉ mong Phó Tư lệnh rơi vào tay Lũ Nhật chứ gì? Đặc phái viên Trương, phiền anh nói cho rõ. Chúng ta đi cứu người chứ không phải là đi liều mạng. Tôi thấy cứu người vẫn phải động não. Động não hả? Động não sao đây? Nói đi, động não sao đây? Chuyện này, chuyện này quả thực tôi vẫn chưa nghĩ ra. Vậy thì là sợ chết rồi. Hạ lệnh đi Tư lệnh. Vậy mà vẫn chưa nghĩ ra hả? Chưa nghĩ mà phát ngôn cái gì chứ? Tư lệnh, hạ lệnh đi. Đừng cãi nữa. Quyết định vậy đi. Lập tức phát động đến thành Thần Bắc. Dù toàn quân hy sinh cũng phải cứu được cô ấy. Được, đi thôi. Dân Tiêu, anh bình tĩnh đi được không? Anh không thể bình tĩnh. Anh, đi thôi, đi. Các anh em, đi. Các anh em, đi thôi. Mạnh Dân Tiêu quá cảm tính. Cứ đâm đầu đánh thì chỉ có thiệt thôi thôi. Vì là giải cứu quả phượng hoàng nên đồng chí Lý Tục Quý cũng ngại khuyên. Đội quân độc lập đã xuất phát đến thành Thần Bắc rồi, xem ra không thể nào khuyên ngăn được. Bất luận ra sao phải ngăn cản Mạnh Dân Tiêu. Đây rõ ràng là đưa đội quân độc lập vào miệng hổ. Có điều chúng ta phải chuẩn bị trường hợp Mạnh Dân Tiêu không đồng ý dừng lại. Đúng vậy, tuyệt đối không thể ngồi nhìn đội quân độc lập bị người Nhật tiêu diệt. Có cần báo cho Quách Vạn Minh không? Yên tâm đi, chắc chắn Quách Vạn Minh còn biết tin trước chúng ta nữa. Anh ấy và Trương Khai Giang vẫn luôn có điện đài liên lạc với nhau. Theo tôi thấy, ba trung đoàn chủ lực chúng ta cần chuẩn bị di chuyển đến gần thành Thần Bắc, sẵn sàng chuẩn bị chi viện cho Mạnh Dân Tiêu. Hai trung đoàn mới thành lập của chúng ta, ngoài trung đoàn 1 ở lại canh giữ căn cứ, trung đoàn 2 cần di chuyển đến gần núi Phượng Hoàng, sẵn sàng chuẩn bị ngăn cản quân Nhật tấn công núi Phượng Hoàng. Tôi đồng ý, tôi cũng đồng ý. Tôi thấy còn có thể báo với các đồng chí đã ngầm tìm kiếm và giải cứu quả Phượng Hoàng. Được, tôi sẽ nói chuyện với lại đồng chí của bộ công tác ngầm. Là Tư lệnh, vậy mà anh lại mất bình tĩnh đầu tiên. Anh làm vậy có khác gì đi chết chứ? Em khoan kích động có được không? Em không thể nhìn một người đi chết được. Đang yên đang lành, ai lại muốn đi chết chứ? Anh nói em biết, anh không hề mất bình tĩnh. Cả quân đội xuất phát, chuẩn bị tấn công thành Thần Bắc, vậy mà kêu không bình tĩnh. Khoan không nói tới đánh hạ được thành Thần Bắc. Cho dù đánh được, thì quả phượng hoàng có còn sống hay không? Em nói đúng, nhưng em không nói cho anh biết phải khuyên mọi người thế nào. Có không? Cho em không nói nữa. Quá ra là anh không mất lý trí. Anh đã nói với em là anh không có điên, là mọi người điên. Em nhìn cục diện khi nãy đi. Nếu anh phản đối, sau này biết dẫn quân thế nào đây? Sẽ có hậu quả gì chứ? Em hiểu rồi. Nè, uống đi. Khi nào các người ra tay? Cô nói gì? Ta hỏi khi nào các người ra tay? Tại sao cô lại hỏi chuyện này? Lẽ nào cô không sợ chết thật sao? Tại sao phải sợ chết chứ? Người chết dưới tay ta nhiều không đếm xuể. Giết người nhiều thì sẽ biết chết cũng chỉ có vậy thôi. Lẽ nào ta còn phải sợ chết hả?
Tôi có câu này muốn nói với cô. Chỉ cần người khác không giết cô thì cô sẽ không chết đâu. Nè, uống đi. Tư lệnh, tư lệnh, Tư Nghĩa, có chuyện gì mà vui vậy? Mạnh Vân Tiêu ra tay rồi. Mạnh Vân Tiêu cuối cùng không kiềm chế được rồi. Lần này Mạnh Vân Tiêu quyết hết một lượt, liều mạng mà đến. Đáng tiếc. Đáng tiếc. Tại sao tư lệnh lại nói vậy vậy? Tư Nghĩa, lúc trước tôi đã nói với anh rồi, đánh trận giống như là đánh cờ vậy. Nếu gặp được một đối thủ tốt thì thi đấu sẽ càng thú vị. Theo lý mà nói, Mạnh Vân Tiêu là một nhà chiến thuật. Dù là lúc nào hay ở đâu, cậu ta nên giữ suy nghĩ tỉnh táo. Lần này cậu ta manh động ra quân, xem ra tôi đã đánh giá cao cậu ta quá rồi. Vẫn là mưu kế của tư lệnh cao minh. Các vị, chúng ta có kế hoạch. Một lữ đoàn sẽ được bố trí ẩn nấp ở trên núi ngoài đây 5 km. Hai liên đội được bố trí trong thành. Một khi Mạnh Vân Tiêu vào trong thao trường, dòng dây 5 km ở trên núi và ở trong thành, cùng với đại bác ở trên tường thành, có thể phát huy tác dụng lớn. Tư lệnh, pháp trường hành quyết quả phượng hoàng và nhạc dân có nhiều dân chúng theo dõi. Nếu nổ pháo xuống, thời chiến mà, đừng nghĩ như vậy. Các vị, thực hành đi. Đó. Mọi người đã ra ngoài trinh sát mấy ngày rồi, báo cáo tình hình tổng kết xem sao. Quân đội của chúng tôi do Tháo phát hiện, mấy thôn làng ngoài thành Thành Bắc đều có lũ Nhật đóng quân. Lũ Nhật chặn đường, không cho người đi lại. Bên Bắc Lộ quân cũng nhận được tình báo, kẻ địch ở bên ngoài thao trường đã bí mật sắp xếp rất nhiều người. Hành hình khả năng có thể dụ chúng ta đi cứu người, rồi tiêu diệt bọn. Chúng tôi cải trang vào thành, phát hiện quân Nhật trong thành cũng được điều động. Nghe người bán hàng nói, tầm tối mấy ngày nay, quân Nhật đều đang chuyển đại bác đến từng thành. Xem ra lũ Nhật có âm mưu rất lớn. Chúng ta vẫn không thể cố đấm ăn xôi. Vậy chúng ta không cứu nữa sao? Đúng đó, đúng vậy. Tất nhiên phải cứu, nhưng nhất định phải phục tùng chỉ huy. Nhị Hổ, Nhạc Sư Gia, cái đồ hèn nhát, cũng bao nhiêu năm làm thổ phỉ. Xin lỗi Nhạc Sư Gia, tôi xin lỗi. Vì Nhị Hổ chết đáng sợ như vậy sao? Chưa gì đã không chịu được nữa hả? Cái đồ sợ chết này, tôi nhìn cậu mà giận lắm luôn đó. Tôi không sợ chết, nhưng chúng không cho tôi chết, cũng không cho tôi sống. Chúng đã làm gì vợ con của tôi rồi? Bây giờ họ như thế nào? Hai người họ chạy rồi, người Nhật không bắt được chị ấy. Thật sao? Thật. Ông trời không tuyệt hậu của người tốt. Tôi yên tâm rồi. Sư gia, anh đầu hàng đi. Người Nhật nói là anh mà thật lòng đầu hàng, họ vẫn sẽ cho anh làm quyền trưởng. Nếu anh không đầu hàng, họ sẽ giết anh cùng quả phượng hoàng đó. Sư gia, người không thể sống như chó được. Cậu nói với lại người Nhật, kẻ muốn giết, tôi đang đợi đây. Tôi xin anh nói sư gia. Sư gia, cậu nghe đây, Viên Nhị Hổ. Sau khi tôi chết, lương tâm cậu sẽ chịu dày vò. Cậu cút đi. Sư gia, Sư
đợi đã. Nể tình bạn bè, khi tôi bị giết, cậu hãy mang đàn của tôi đến pháp trường giúp tôi. Kể kể, làm gì vậy ta? Chuyện gì vậy? Bộ tư lệnh hoàng quân sẽ xử quyết phần tử kháng Nhật. Mọi người mau đến xem, mau đến xem đi. Đến đi, đến đi, đến xem. Đợi ra. Dạ. Tống Hưng Nghĩa, xem ra hôm nay là ngày đẹp của ta rồi. Phải, tôi đến tiễn được cô đó. Chúc mừng, chúc mừng. Tránh ra. Dẫn đi. Đi. Nhạc tiên sinh, anh xin lỗi nha, không cứu được cô rồi. Nói vậy là do tôi liên lụy đến anh sao? Có anh hùng như phó tư lệnh cùng Nhạc Văn lên đường, Nhạc Văn lấy làm vinh hạnh rồi. Nhạc tiên sinh, chúng ta đi thôi. Thấy chưa? Gì hả? Họ đến rồi. Họ đều đến hết rồi. Họ không nên đến. Họ không cứu được chúng ta đâu. Còn sẽ đánh đổi tính mạng của cả quân đội nữa đó. Đi. Quả Phượng Hoàng, tôi vẫn câu cũ, cô đầu hàng đi. Tôi vô cùng khâm phục cô. Xem ra cô sẽ không nghe lời khuyên cuối cùng của tôi đâu. Ta khiến cho ông thất vọng rồi. Thật đáng tiếc. Có điều tôi phải nói cho cô biết, cô chết vẫn chưa đủ đâu. Trên tường thành mai phục mười mấy khẩu đại bác và súng bẫy. Ngoài thành còn có một lữ đoàn của hoàng quân chúng tôi nữa và hàng ngàn lính hoàng hiệp quân. Bạn của cô, đồng bọn Mạnh Dân Tiêu sẽ đến cứu cô, cướp pháp trường. Tôi sẽ khiến cho chúng và cả những người đến hóng chuyện đều chết tan tành. Nhạc tiên sinh, đây là cơ hội cuối cùng rồi. Hành hình đi. Tôi vô cùng hy vọng anh có thể trở thành bạn của tôi. Nhật Bản chúng tôi có câu ngạn ngữ, tôi xin tặng tiên sinh. Nói đi. Ngạn ngữ này chết chẳng làm nên được gì. Trung Quốc chúng tôi cũng có một câu, tôi nghĩ chắc ngài tư lệnh muốn biết. Xả thân vì nghĩa. Hừ.
Được, vậy thì chúng ta hãy hy sinh vì tổ quốc của nhau đi. Tư lệnh, Mạnh Nhân Tiêu không đến. Là nội bộ chúng ta có người tiết lộ tin tức. Tư lệnh, còn một tin xấu nữa. Tin gì? Tối hôm qua thi thể của Nhạc Dân bỗng nhiên bị biến mất, bị người ta trộm đi. Chúng tôi phân tích chắc là người của Mạnh Dân Tiêu trộm thi thể đi trong đêm đó. Không, đây là một tin vui, chứng tỏ rằng Mạnh Dân Tiêu vẫn sẽ đến cứu Quả Phượng Hoàng. Tư lệnh, thổ phỉ vốn rất xảo quyệt đó, thường thì chúng sẽ không mạo hiểm đi cứu pháp trường đâu. Ngày trước tôi làm cục trưởng cảnh sát, nhiều lần đụng độ với chúng. Không, Mạnh Dân Tiêu không phải thổ phỉ thông thường, chỉ cần Quả Phượng Hoàng còn, hắn nhất định sẽ đến cứu. Tư lệnh cao minh. Anh làm gì vậy? Viết thư cho Oba Saburo. Anh có kế hoạch gì hả? Phải. Để đảm bảo sự an toàn của Quả Phượng Hoàng, anh viết thư cho hắn sẽ giữ được mạng của Quả Phượng Hoàng sao? Hắn sẽ nghe anh sao? Đến lúc đó em sẽ biết thôi. Dân Tiêu, Tư lệnh Dương cử người đưa thư đến, nó đã lấy được địa điểm bắt nhốt chính xác của Quả Phượng Hoàng từ tay các đồng chí đã ngầm. Em nghĩ em vào thành chú Quả Phượng Hoàng. Em không được đi, quá nguy hiểm. Em không sao đâu mà. Các đồng chí đảng ngầm của chúng em ẩn nấp rất kín kẽ, nếu không phải công việc quan trọng thường sẽ không giao cho bọn họ làm đâu. Huống hồ với tình hình hiện giờ, em phải thử một lần cho biết. Anh không thể để em mạo hiểm một mình. Tiểu Xuân Tử, lại đây. Gửi bức thư này đến Bộ Tư lệnh Nhật thành thành Bắc, phải đích tay giao cho Oba Saburo. Sao vậy chứ? Tôi mà đi thì lũ Nhật ăn thịt tôi là cái chắc luôn á. Nè, cái thằng nhóc này, cậu tưởng thịt mình ngon lắm đó hả? Cứ thoải mái mà đi đi. Tôi nói cho cậu biết, chúng không những không ăn thịt cậu, còn rượu thịt tiếp đãi cậu nữa đó.
Thật sao? Đi đi. Vậy thì tôi đi. Đứng im. Giơ tay lên cho tôi. Sao nghe lời dữ vậy? Chị Thục Quý à? Là chị hả? Dọa chết em luôn rồi. Gan thổ đế thì làm thổ phỉ kiểu gì đây? Năm xưa sao có gan đi cướp của cha mình vậy? Cướp nhà mình thì ai chả có gan. Nè, chị Thục Quý, chị muốn đi đâu vậy? Thành Thần Bắc. Tôi phải đi cứu Quán Phượng Hoàng. Mình chỉ thôi hả? Sao đây? Không được hả? Được, được. Chị Thục Quý, chị thường cãi nhau với lại chị Phượng Hoàng cơ mà. Chị Phượng Hoàng còn xém giết chị nữa. Chị còn cứu chị ấy. Cứu chứ, tất nhiên phải cứu. Cô ấy mà chết, sau này ai sẽ đấu võ mồm với chị? Đi thôi. Cậu là cấp dưới của Mạnh Vân Tiêu đến làm gì? Tôi là thị vệ của Tư Lệnh Mạnh. Thị vệ hả? Tự cậu đến Hoàng Quân đưa thư, bộ cậu không sợ sao? Sợ chứ. Nhưng mà Tư Lệnh Mạnh nói rồi, ông không những không giết tôi mà còn rượu thịt tiếp đãi tôi nữa. Được. Mạnh Vân Tiêu à, Mạnh Vân Tiêu, nghĩa khí dữ lắm. Về nói với hắn, tôi cho hắn nửa năm. Trong nửa năm mà không cứu được Quả Phượng Hoàng, tôi sẽ xử bắn cô ta. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Đi đi. Tư Lệnh Mạnh nói với tôi, các người phải rượu thịt tiếp đãi tôi đó. Tôi còn chưa được ăn nè. Được. Tôi sẽ thay Mạnh Vân Tiêu tiếp đãi cậu. Người đâu? Bày bàn ăn. Tôi phải uống với thằng nhóc này một chén mới được. Dạ. Nè cậu nhóc, tôi sẽ uống rượu với cậu nha. Cậu nhóc, đây là rượu phần. Rượu ngon. Rượu ngon. Uống đi. Vậy tôi uống vài chén. Rượu ngon. Tửu lượng tốt. Nè, uống nữa đi. Uống. Ăn nhiều vào. Ai bắn đó? Cậu nhóc, cậu lừa tôi. To gan lắm. Cậu nhóc, tôi rất thích cậu. Núi Phượng Hoàng chẳng được mấy khẩu súng. Làm thổ phỉ không có tiền đồ đâu. Làm việc cho Hoàng quân Đại Nhật Bản ta, có được không? Không không không. Núi Phượng Hoàng chúng tôi cường binh tráng mã, không ít hơn các người đâu. Có bao nhiêu? Khoảng 10-20 ngàn. 10-20 ngàn. Tất nhiên. Nói cho các người biết, thổ phỉ chúng tôi phát triển nhanh lắm. Không những các người không động vào được, mà Đảng Cộng sản, Đảng Quốc dân cũng không dám chọc vào chúng tôi đâu. Tư Lệnh Mạnh nói, các người mà không thả phó tư lệnh của chúng tôi, chúng tôi sẽ tấn công thành Thần Bắc đó. Được. Vậy tôi sẽ đợi các người tới.
Một mâm đầy cá với thịt, mình tôi ăn hết luôn. Chỉ biết ăn thôi à? Cái thằng háo ăn này. Tư lệnh, chiêu này có tác dụng chứ? Yên tâm đi, Obasaburo là một quân nhân. Hắn rất muốn tiêu diệt chúng ta. Sở dĩ tôi viết thư cho hắn là để nói với hắn, chúng ta nhất định sẽ cứu quả Phượng Hoàng. Phải, như vậy Phượng Hoàng có giá trị lợi dụng với họ, họ sẽ không giết Phượng Hoàng đâu. Nè, ý này được đó. Obasaburo nói cho chúng ta nửa năm, còn nói là giờ thì mở rộng trận thế đi, đánh một trận cho đã đó. Vậy phải xem tôi có thời gian hay không, có rảnh mà chơi với hắn hay không. Đúng đó, Tư lệnh Mạnh nói rất đúng, phải không? Được rồi, mọi người cùng cố gắng nghĩ xem chúng ta có cách gì cứu được Phượng Hoàng ra hay không.